Ecuador đang chuẩn bị để bầu cử, kính thưa quý vị, tin từ Guayaquil. Các thùng phiếu và tài liệu bầu cử đã bắt đầu đưa tới các phòng phiếu ở Ecuador từ ngày hôm qua để sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày Chủ nhật. Qua cuộc họp báo ở Guayaquil, đại diện đặc biệt của khối Liên hiệp của các nước Nam Mỹ, hay được gọi là UNASUR, là bà Maria Emma Mejia, nói rằng Ủy ban UNASUR đã xác nhận mọi sự chuẩn bị hoàn toàn theo đúng khuôn khổ luật pháp. Bà ta chúc mừng dân chúng Ecuador thực hiện được quyền công dân qua cuộc bầu cử tự do, trật tự và hòa bình. Quân đội Ecuador được huy động để bảo vệ an ninh phòng phiếu. Ông Ramiro Ranajo là người làm việc cho một công ty phân phối tài liệu bầu cử và nói rằng quân đội đã bảo vệ an ninh 24 giờ một ngày. Qua kết quả của các cuộc thăm dò thì đương kim Tổng thống Rafael Correa đang dẫn đầu cuộc chạy đua. Mức ủng hộ của Tổng thống Correa vẫn giữ trên 50% trong thời gian cầm quyền 6 năm qua, nhờ chính phủ đã chi tiêu rất nhiều cho bệnh viện, trường học và mở mang đường xá.